Xin chào anh em. Thì nay giới thiệu với anh em cái plugin RPC Manager rất là mạnh mẽ trong cái việc mà quản lý model, ánh sáng, vật liệu, style. Đây thì cái link Google Drive tôi có để dưới phần mô tả, anh em tải về để sử dụng ha. Đây, mình mở SketchUp 2021 lên và add cái plugin đó vào trong Windows Extension Manager. Rồi, Install Extension. Lưu ý với cái đuôi RBZ nha. Rồi, copy đường dẫn, paste vào. Thì cái plugin tôi đang xài là cái version 10.9 nha. Nó tương thích tốt với lại SketchUp 2021. Còn những cái bản khác thì tôi cũng không rõ lắm. Đây, cái thanh RBC. Thì tôi đi sơ lược qua cái chức năng của nó ha. Còn anh em có thể tải về, cài và tìm hiểu, nó cũng đơn giản lắm, không có khó khăn gì đâu. Đây, cái chức năng này là để mình tạo tool, tạo cái toolbar cho mình đó, rồi quản lý save, mở các file SketchUp version cao. Đây, rất là, nói chung là rất là dễ, cái giao diện trực quan lắm, dễ sử dụng. Rồi, chúng ta đi tới cái tab mà đây, open mở cell đi. Rồi mình đi tới cái tab quản lý model ha. Rồi, kích vào đó mình chọn vào thuốc library. Thì anh em lưu ý là những cái folder mà anh em chứa cái model á thì mình phải để vào một cái folder riêng để dễ quản lý. Đây, như cái cách quản lý này tôi đang sử dụng. Rồi, chọn cái folder model. Thì anh em đợi trong giây lát nha, do model nó nhiều á, nó load hơi lâu. Cái nào xài thì mình để riêng ra một cái folder thôi. Chứ nhồi nhét vô cho nó cũng đâu có xài hết đâu mà. Đây, anh em lít vào đây, mở to ra đi. Đó, cái tên thư mục. Rồi thì muốn sử dụng cái model nào thì mình chỉ cần lít chọn vào cái mũi tên thôi. Đấy. Đây, mũi tên này đây. Click phát. Đây, nó ra. Thì anh em lưu ý là những cái model mà có dung lượng khoảng 100 MB trở lên đó, nó rất là nặng. Nó load cũng khá lâu. Cấu hình mà yếu 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 có thể là đứng đứng luôn, treo luôn á.
Đó thì sơ bộ là cái cách quản lý model nó như thế, cũng đơn giản ha. Rồi kế tiếp thì tới cái phần mà quản lý vật liệu thì anh em cũng làm tương tự, đó là mình chọn cái folder nào mà chứa các vật liệu mà mình hay sử dụng. Đó. Rồi copy đường dẫn và path vào select folder. Thì cũng như model vật liệu thì có rất là nhiều vật liệu, anh em chọn những cái vật liệu nào mà mình hay sử dụng thường xuyên á, chứ không thì nó lót lâu kinh khủng, anh em thấy nó chạy không? Rồi cuối cùng cũng ra đây là những cái bộ vật liệu chung, xài thì cũng không xài hết đâu, nhưng mà hôm nay thị phạm cho anh em xem thì để luôn. Dễ đại một cái rectangle tăng rồi đấy ha. Rồi cái cách mà add vật liệu thì nó cũng tương tự như là model thôi, click vào cái nút mũi tên và kích vào đối tượng thì tự động nó sẽ add vật liệu vào, rất đơn giản, không có gì suy nghĩ hết á. Tiếp theo là phần quản lý style, kiểu dáng á. Rồi thì mình cũng chọn select folder. Đây, những cái dạng thể hiện đối tượng trong SketchUp. Đấy. Mình chỉ cần mở cái cửa sổ style rồi mình click chọn thôi. Rồi, nhìn cũng rất là trực quan ha. Và phần cuối cùng là cái phần quản lý IES, đèn IES. Đây, IES thì giống như những cái folder kia thôi. Chúng ta chọn một cái folder chứa IES và click chọn.
Thì mình muốn thay đổi cái file đèn á, kích vào nó và mở cái folder lên để mình add cái file đèn vô lại thôi. Rồi, tôi sẽ đề cập tới cái phần mà chúng ta tạo cái toolbar. Đây là một cái chức năng cũng rất là hữu ích của plugin này. Mình click vào cái nút này. Giao diện của nó hiện ra đây. Thì mặc định là toolbar nó đang đặt để là toolbar 2, mình sửa đổi tên lại theo cái ý thích của mình. Thì trong cái phần toolbar 2 này, bên tay phải của nó chính là những cái lệnh mà mình nói chung là những cái lệnh mà ở trong SketchUp, kể cả như trong cái những cái plugin mà mình cài thêm á, nó sẽ nằm bên đây. Đó, anh em mình cứ việc cầm kéo thả những cái lệnh mà mình thường hay sử dụng đó để vào để tạo thành một cái toolbar riêng, một cái thanh công cụ riêng cho mình. Mỗi lần mà cần sử dụng hay cái gì thì chỉ cần click vào cái đó và chạy thôi, nó sẽ làm cho chúng ta rút ngắn được cái thời gian thao tác. Đương nhiên thì nếu mà nhớ hết được các phím tắt để mà sử dụng thì quá tốt, nhưng tôi nghĩ là mình nên tạo một cái toolbar riêng để mà sử dụng. Rồi thì hy vọng cái plugin này sẽ giúp được cho anh em trong cái việc quản lý các đối tượng ha. Thì cái file plugin nó nằm ở dưới link Google Drive ở phần mô tả, anh em mà tải về để mà trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại.